Chùa Ngà Mới cả nhà mình nghe. Sáng hôm nay mình cũng đi rừng tiếp tục thôi mọi người. Công việc hàng ngày là vậy thôi. Sau này mình lại nhưng mình cũng quyết định là đi thăm hết số bãi này và gỡ hết toàn bộ cái số bãi ở trong. Hôm nay mình đi về về nhà để ngày mai mình đi tìm một cái khu mới nữa. Mình tiếp tục mình đánh khu mới mọi người. Cái khu này thì mới lâu này. Chắc cũng mình đánh rồi cho thỏ bò thỏ đùa đây, nó vương bãi phố của mọi người, thú vẫn còn. Khu mà mình thấy hôm trước cái video trước mình chỉ cái dấu chân mướp đó cho mọi người đó, nhưng còn con hai con cũng to lắm, nhưng mà thì con thỏ bò rồi nó đi, nó vương bãi phó bãi bật mít này. Mình đem về mình đi khu khóc mọi người, một thời gian sau là mình sẽ quay lại. Mình vừa vô đến núi leo lên mấy cái dốc dốc đó này, đừng lên dốc đó này mọi người, nghe mệt ngắt mọi người luôn mọi người. Mình đi gần đến cái đoạn mà cái video trước mà mình quay cái chân dấu chân của con mướp kia mọi người thấy đó, mình gần đến rồi. Tôi đây còn mình về để lại 13 chén nè, còn mình chuyển qua câu bên kia. Cái đầu tiên nha mọi người, không mặc này là để mình đi thăm này, là lấy đến cái bãi cuối cùng rồi mình gỡ cái bằng cái xuống. Thời tiết thất thường của mọi người, mới thấy mặt trời ái đó mà trời đổ mưa lại rồi. Mọi người thấy cái đường đi trên núi của mình không? Mới tận mới nói hái đó là đổ mưa rồi, kéo mai rồi đây. Đây mọi người, mình lấy mấy cái chỗ đây là không bật, nhằm phát hiện cái chỗ này này không bật này, kéo mọi người thấy không, dính được một con gà từng mé một, mà chồn nó kéo lại nó ăn, nó vào nó ăn, nó cắn một cái đầu mọi người. Nhưng mà quay từ xa cho mọi người thấy thôi, chứ còn mình không quay gần lại được, thấy kiểu cảnh ghê lắm mọi người. Người thấy không, qua mấy cái cây bên đó con gà kìa, gọi cái chỗ cái đầu con chạy đó, và năm năm mà bị chồn nó cắn mất cái đầu là mọi người. Để mình lúc có bãi này mình coi hả, coi lại hả, nếu mà tình hình là để coi hả bãi không thì mình đánh lại một cái này, đánh mẹ mình vô lên thăm người khác nó không gọi. Để mình gửi vào đâu rồi tiếp tục mình lên trên kia này. Rồi mọi người ơi, lấy hòn rồi mọi người ơi, mình nhìn từ xa mình thấy, mày thấy chưa, mọi người thấy con kia chưa, nó giúp được mọi người đây. Đây mọi người, hình như một món mọi người, con này kia cũng hơi hình như son hai mít, con cờ cấy hơi có hồng nhỏ gặp hình được mọi người này. Cái hồng thứ này mình gà cái bãi đi cho kia kìa, nó có độ đó, ở chỗ cái đầu ông ta mình đã mà nó kéo lại lại quán này này, một món không to ghê mọi người, nhìn lấu đầu tức nó nhỏ mà không to đó mọi người. Rồi thấy không, bắn tay lại này, ui bắt bằng hai chân luôn mọi người, đừng mua cho thuốc. Để mình gỡ ra nha mọi người, mình gỡ tiếp tục mình thôi. Mình đang qua cái đoạn trên này mình đi thu bãi, mình ngó thấy con này mọi người, phát hiện con này này
người thấy ghê không? Em mùi mà nó màu lẹ lắm mọi người, thấy chưa? Còn đó là nó nghe hơi người rồi nè, từ xa nó nghe hơi người là nó đã bò lẹ rồi đó mọi người, thấy chưa? Cái ngồi đeo đó này, đó này, đó, để nghe mình thử ở hướng đây là bò lẹ này. Con này là to khủng khiếp luôn mọi người, ghê quá. Thấy cái tùng mình đó mọi người, mình lên mình giữ luôn cái bãi phía trên đi. Tiếp tục vô hòn nữa rồi mọi người, người thấy không? Ai đụng cái đó mọi người, à, chỗ đào ông ta mình chạy đó. Mọi người biết con chế không? Đây là một con chuột khủng mọi người, khủng nhum mọi người. Nó to. To khủng khiếp luôn á. Có hai chân luôn mọi người. Nhưng mà con này thì mình sẽ thỏa nó mọi người. Con này thì thật ra thì mình không dùng con này mọi người. Để mình thỏa mọi người. Người thấy không? Chào tạm nha mọi người. Rồi đi nghe. Sao đừng đó chỗ cột bãi bật nữa nghe. Rồi mình thỏa rồi nghe mọi người. Con đó thì nói chung là thịt nó mềm bún bún ha, mình không dùng con đó mọi người. Nên mình thỏa. Rồi thôi đó. Mặc ba cái bằng đột ở đâu rồi không biết. À thế được. Gạt lỗ đưa cho đây mọi người. Nói chung là mình trước con này được hai con rồi, có lợi đó là mình thỏa. Thôi mình tiếp tục mình đi thăm những cái khó này mọi người, còn chỉ cần vài cái này thôi mình thu hết, chứ mình cỡ bãi mình thu hết luôn mọi người. Hôm nay thì về còn về cái cuối cùng là mình thu hết luôn, thu hết về để bữa rồi hôm nay mình đi tìm khu khót, mình đi tắm khu khót, mình tìm tìm thế mình ghè chỗ khót nào mùi. Mọi người tiếp tục học con nha, vừa hao rồi mọi người, có bãi xa rồi mọi người, sống mọi người, bắt một xíu tưng thôi mọi người. Quay cho mọi người xem là mình chắc cái con này chắc mình gửi ra mình thỏa mọi người. Mình thỏa nó nghe mọi người. Mọi người thấy không? Đây. Mọi người quay kỹ lại cho con này. Chân vòn nghe là diều hâu đó mọi người, nghe chắc cũng dòng này chắc cũng quý hiếm đây, thôi chắc mình gửi ra mình thỏa. Mình gửi xong rồi mọi người. Này. Bình thường mọi người chân ngắt một một hai ngón chân là không chị, để mình thỏa mọi người nghe xem nghe, quá to mọi người nghe. Rồi mình thỏa đây, thỏa nó bay. Hiện tại là mình đã thu hết cái đã bỏ số 7 ở đây rồi mọi người, xe rồi đây mọi người này. Đây là con người khác của mình này, là thằng của ngầm.
và rừng nhưng mà bị trồn cán nhưng mà vẫn còn tươi mọi người, mới cán cái đào chết nhưng mà dùng được. Với là một con cóc nhung mình thỏ với là một con dừa ao mình ăn, con đó mình nghĩ chắc là cũng dòng quý hiếm mà mọi người, mình thỏ con đó đi. Còn con cóc nhung thì mình không dùng được mình cũng thỏ luôn. Hôm nay vậy thì còn lẹ được một con mực mó, một con gà rừng bị mất cái đào. Tại mình xuống đến xe rồi đây, mình cũng thu hết cái đây, hôm nay mình đi kiếm cái khu cóc này về. Ở khu đây được này họ thả bò nhiều quá mọi người, có hết bãi này nè, nó vương bậc này nè, có con dê giống đi lại khu đó, bò cũng ăn nó đi cùng hết. Mọi người ủng hộ mình với, cho mình xin một like và một lượt đăng ký mọi người. Mọi người nhớ comment cho mình biết để mình quay video những video hay hơn cho mọi người xem nghe. Rồi, chào tạm biệt mọi người nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nghe mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi, bây giờ mình cởi lên chú người xác của mình đi về rồi mọi người. Rồi, tạm biệt khu đây nghe.